Chào mừng các bạn đã quay trở lại với set bikini biển xanh cát trắng nắng vàng. Phần thứ hai này chúng ta sẽ móc áo bikini nha các bạn. Và cái phần thứ ba là cái phần mà móc dép á, đôi dép xinh xinh như thế này nè. Thì với cái size 2 đến 3 tuổi thì mình sẽ không có móc cái phần dép, mà mình móc cái phần dép này là từ 8,5cm đến 14cm á. Thì các bạn có thể là tham khảo cái video hướng dẫn móc dép để các bạn có thể là móc cho bé từ 1 tuổi trở lại nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc áo bikini như thế này. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái cuộn len cùng màu với cái bikini nha. Mình sẽ phối là màu xanh và màu trắng nha các bạn. Thì ở đây nè, cái cúp ngực mình sẽ làm hai bên là màu xanh và mình sẽ viền lại tất cả là màu trắng nha các bạn, để cho nó tiệp màu với cái quần bikini này. Thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình là kim móc 3mm và kéo cắt len, kim khâu len, những cái dụng cụ mà cần thiết như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái cúp ngực như thế này và các bạn sẽ móc cho mình cái còn lại nha. Các bạn đã quen với cái việc mà móc áo khoác như móc đầm đó, hoặc là móc áo rồi đó, thì cái này thì các bạn sẽ dễ dàng móc hơn nè. Các bạn tạo cái vòng tròn ma thuật cho mình nha. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ móc vào cái vòng tròn này 9 mũi móc đơn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ các bạn sẽ gút lại cho nó nhỏ lại nha các bạn. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Các bạn móc một cái mũi dời nha. Bây giờ các bạn gút lại một lần nữa. Các bạn móc lên cho mình 2 móc xích. Các bạn đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc 2 móc xích á. Các bạn đâm kim vào đây, móc một mũi móc kép. Đâm kim vào cái chân móc thứ hai, móc cho mình 2 mũi móc kép. Và đây các bạn sẽ tạo một cái tam giác nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình một móc xích nè. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc 2 mũi móc kép á. Các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép nữa cho mình. Đây. Trong cái chân móc này thì chúng ta sẽ có là 2 mũi móc kép, 1 xích và 2 kép. Nó sẽ tạo ra cho mình một góc. Bây giờ các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế tiếp này nè. Tức là cái chân móc thứ ba. Đây. Chân móc thứ ba nè. Các bạn móc cho mình một mũi móc kép nha. Đây chân móc thứ nhất nè. Chân móc thứ hai là 4 mũi ở đây rồi nè. Chân móc thứ ba là 1 mũi móc kép. Chân móc thứ tư các bạn cũng sẽ móc là 1 mũi móc kép. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục tạo một cái góc nhọn như thế này nữa nha các bạn. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế tiếp đây nè, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó là các bạn lại lên 1 móc xích và các bạn lại đâm kim vào cái 2 móc kép đó. Các bạn lại móc thêm 2 mũi móc kép nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một cái góc này, một cái góc này. Đây các bạn, chúng ta sẽ có 3 góc như thế này nha. 3 góc. Chân móc kế tiếp á, các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Chân móc kế bên các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Bây giờ sẽ còn lại 2 chân móc này các bạn, chúng ta sẽ tạo một cái góc nữa nha. Chân móc kế bên này nè, các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi móc kép cùng một chân. Hồi nãy mình 9 mũi móc đơn đúng không các bạn? Mình đang móc ở cái chân móc thứ 8 á. 2 mũi móc kép nè, các bạn lên 1 xích
và các bạn đâm kim vào cái chân móc đó nữa, móc 2 mũi móc kép. Rồi còn một cái chân móc thứ 9 nè các bạn, các bạn lại móc 1 mũi móc kép. Bây giờ chúng ta sẽ kết hàng nha các bạn, kết hàng vào cái chân móc này. Đây, 2 mũi móc xích mà chúng ta gây nên nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này và tạo một mũi dời. Thì ở đây chúng ta đã tạo được 3 cái góc như thế này, 3 cái góc tam giác như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn, nếu mà nó hở các bạn kéo nó rút nó lại nha. Bây giờ các bạn lại móc lên cho mình 2 móc xích, các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc cho mình 1 mũi móc kép. Chân móc thứ 2, 1 mũi móc kép. Lên đây là nó dễ hơn rồi nè các bạn. Chân móc thứ 3, 1 mũi móc kép. Bây giờ chúng ta đã tới một cái móc xích mà nãy chúng ta đã gây nên ở cái hàng trước nè các bạn. Đây, 2 kép, 1 xích, 2 kép nè. Bây giờ chúng ta đã tới cái ô đầu tiên rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quấn len một vòng, chúng ta sẽ đâm kim qua cái ô này, kéo len qua và tạo cho mình 2 móc kép. Sau đó là các bạn lại tiếp tục lên một xích và tiếp tục vào cái ô này là 2 kép. Trong cái ô này nó sẽ chứa 2 kép, 1 xích và 2 kép. Thì các bạn cứ tới cái ô thì các bạn sẽ móc như thế nha. Rồi bây giờ các bạn để ý cho mình nè, cái chân móc mà kế bên mà 2 kép, 1 xích, 2 kép này nào các bạn. Đây là mình vẫn móc đúng không? Thì cái chân móc này nè, kế 2 kép nè, thì mình vẫn sẽ móc vô cái chân này nha, mình không có bỏ qua nha. Các bạn sẽ móc vào cái chân kế bên này nè, một mũi móc kép. Rồi những cái chân còn lại là những mũi móc kép, các bạn móc như vậy cho đến cái khoảng trống tiếp theo, khoảng trống thứ hai nha các bạn. Cứ mỗi cái chân móc á, là các bạn móc cho mình là một mũi móc kép. Tới khoảng trống thì các bạn sẽ di chuyển kim. Bây giờ tới cái khoảng trống rồi nè, các bạn di chuyển kim vào đây, móc 2 kép, 1 xích và 2 kép. 1 xích nè và 2 kép. Rồi bây giờ chúng ta đã tạo được một cái khoảng trống thứ hai của hàng thứ hai rồi đúng không các bạn? Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè. Đây, cái chân móc này là mình cũng móc nè. Thì cái chân móc này mình cũng móc cho nó đều lại nha các bạn. Nếu mà chúng ta không có móc chân móc này á, nó sẽ không có đều và cái nó không có hình thành tam giác đẹp được. Nó bị thiếu mũi là nó sẽ không có đẹp. Mỗi chân móc còn lại các bạn sẽ móc, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Rồi bây giờ chúng ta lại tới cái khoảng trống thứ ba, khoảng trống cuối cùng của hàng thứ hai. Các bạn cũng sẽ móc 2 móc kép, lên 1 xích và lại là 2 móc kép. Rồi bây giờ sẽ còn lại chân móc này, chân móc này và chân móc này. Tổng cộng là 3 chân móc đó các bạn. Các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc kép nha. Khi móc hết tất cả các chân móc thì các bạn lại đâm kim nè, một hai móc xích chúng ta gây nên, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba này nè, kéo len qua và tạo một mũi dời. Bây giờ chúng ta đã được một cái cúp với ba hàng như thế này rồi nè các bạn. Đây cái cúp của chúng ta nè. Rồi bây giờ các bạn lại lên cái hàng thứ tư cũng tương tự như những cái hàng khác nha các bạn. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chân móc đầu tiên này các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi móc kép. Chân móc thứ ba cũng sẽ tương tự, các bạn móc lần lượt những mũi móc kép. Các bạn móc lần lượt những mũi móc kép cho tới cái lỗ trống đầu tiên này nha các bạn.
Đây, tới cái lỗ trống rồi nè. Các bạn lại đâm kim vào cái lỗ trống á. Các bạn móc cho mình 2 kép, 1 xích và 2 kép. Rồi, bây giờ các bạn lại móc vào cái ô kế bên nè, cái chân móc kế bên nè nha các bạn. Đừng có sót mũi nha các bạn. Đây, tại vì cái chân này mình đã móc rồi thì cái chân bên đây mình bắt buộc cũng phải móc. Rồi các bạn móc là mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cái khoảng trống thứ hai. Tới khoảng trống rồi nè các bạn. Đây, tới khoảng trống rồi nè. Chúng ta sẽ đâm kim và chúng ta sẽ móc 2 kép, 1 xích và 2 kép. Rồi, bây giờ cái chân móc kế bên này nè các bạn. Lại móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ 2, 1 mũi móc kép. Và lần lượt đến cái góc vuông cuối cùng, đến cái ô trống cuối cùng. Mình móc áo khoác nha, nghĩ là mình nói góc vuông không à. Khi xong cái hàng này nè, các bạn làm thêm cho mình một cái hàng tương tự như thế này nha. Đây, tới khoảng trống rồi nè các bạn. Chúng ta móc 2 kép, 1 xích và 2 kép. Rồi, bây giờ cái chân kế bên, các bạn cũng sẽ móc 1 kép. Cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hàng. Rồi bây giờ chúng ta đã được là 1, 2, 3, 4. Thì cái này là 5 hàng, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng tương tự như cái hàng này nữa nha các bạn. Mình đã móc xong cái hàng thứ 5 này luôn rồi nè các bạn. Thì các bạn nếu mà thích móc cái mẫu này á, cho bé là 9 đến 12 tháng hoặc 13 tháng á, các bạn có thể là móc là 1, 2, 3, 4 hàng thôi ha. Và chúng ta sẽ sử dụng cái size này nè, cho bé từ 2 đến 3 tuổi luôn nha các bạn. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len đi các bạn. Nhớ là móc lên một móc xích và cắt len nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghép hai cái này lại với nhau. Đây, hai này lại với nhau. Cái khoảng cách của chúng ta là tùy vào cái từng size á các bạn. Nếu mà các bạn làm cho những bé lớn hơn thì cái khoảng cách của chúng ta có thể là 1-2 mũi móc nha. Còn ở đây mình sẽ làm là 1 mũi móc. Các bạn chuẩn bị cái len màu trắng cho mình nha. Mình sẽ viền toàn bộ lại là màu trắng. Trước tiên nè, các bạn tạo cho mình một cái đoạn móc xích dài đi các bạn. Đây, các bạn tạo cho mình một cái đoạn móc xích khoảng 100 móc xích nha. 2, 3, 4, 5, khoảng 100 móc xích nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn khi mà tạo được 100 mũi móc xích, các bạn lấy cho mình cái cúp đầu tiên này nè. Đây, các bạn sẽ đâm kim vào cái khoảng trống mà cùng hàng với lại khi mà bạn cắt len đó nha. Cùng hàng nha các bạn. Mình sẽ đi từ đây qua đây nè. Thì các bạn sẽ đâm kim vào và móc cho mình. Quấn len trước đi các bạn. Quấn len một vòng nha. Sau đó là các bạn đâm kim vào đây. Các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Rồi, bây giờ
các bạn mỗi chân móc á, các bạn móc cho mình là mỗi mũi móc kép nha các bạn. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình mỗi mũi móc kép. Rồi tới cái chân móc này các bạn cũng sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Móc vào cái chân móc bên đây một mũi móc kép. Và các bạn giấu cái phần len màu xanh này vào trong đây luôn nha. Các bạn sẽ nẹp nó ở phía dưới nè. Kéo len qua là nó nằm ở phía dưới đó các bạn. Các bạn lại nẹp nó ở phía dưới. Các bạn nhớ nẹp nó ở phía dưới nha. Đây nè. Đó. Nó nằm ở dưới này nè. Nó sẽ không có bị lòi lên. Rồi, chúng ta lại nẹp nó ở phía dưới. Nó chúng ta kỹ như vậy á, thì chúng ta nó không có lòi cái len đó. Nó sẽ đẹp mắt hơn ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua nó luôn đi. Lát nữa còn dư bao nhiêu á, chúng ta sẽ cắt nó. Rồi bây giờ tới cái chân móc sát bên cái chân này. Cái khoảng trống nè. Các bạn cũng sẽ lại đâm kim cho mình vào đây. Kéo len qua. Các bạn sẽ giữ 3 vòng len trên kim như thế này nha. Các bạn đầu tiên các bạn sẽ kéo len qua một vòng. Sau đó các bạn lại kéo len qua 2 vòng. Còn 2 vòng cuối cùng các bạn lại kéo len qua. Chúng ta sẽ tạo một cái mũi giả ở cái khoảng cách của cái cúp này đến cái cúp kia nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại quấn len một vòng. Đây nè, mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn. Các bạn quấn len một vòng, đâm kim vào lỗ trống, kéo len qua. Các bạn kéo len qua một vòng. Các bạn lại quấn len, kéo len qua hai vòng. Sau đó là các bạn lại kéo len qua hết 2 vòng luôn. Ở đây chúng ta sẽ ra được một cái chân móc mới của cái chân mà chúng ta sẽ nối nè các bạn. Bây giờ các bạn lại quấn len nè. Các bạn lại đâm kim qua cái chân móc này nè. Đây ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giữ len như thế này. Các bạn lại đâm kim vào cái cúp bên đây nè. Thì chúng ta cũng sẽ móc từ đây sang đây. Chúng ta đâm kim qua đây nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo len qua. Kéo len qua. Và kéo len qua 2 vòng. Sau đó các bạn kéo len qua 3 vòng, 2 vòng còn lại. Rồi. Bây giờ chúng ta đã nối được hai cái cúp lại với nhau rồi nè các bạn. Rồi bây giờ nếu mà các bạn có gõ chỗ này chưa? Nếu mà chưa gõ các bạn sẽ coi lại nha. Rồi cái này các bạn sẽ đâm kim vào cái chân kế bên này nè. Chúng ta móc một mũi móc kép. Đây, hai cái cúp của chúng ta đã nối lại được với nhau nè các bạn. Rồi những cái chân móc còn lại á, thì các bạn móc cho mình là mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép nha. Các bạn có nhớ cái set dưa hấu á, là chúng ta sẽ không có khoảng cách giữa hai cái cúp. Cái size 2 á, 2 tuổi á, thì có khoảng cách là 1 mũi. Thì cái size 3 tuổi, size 2 3 tuổi thì là khoảng cách 1 mũi. Còn size mà 4 5 tuổi thì các bạn sẽ chia nó ra, khoảng cách là 2 mũi đi. Cái cúp này cũng là khá là to các bạn, cho nên là các bạn cũng xài được cái cúp này tới 3 tuổi bình thường ha. Các bạn nhớ nẹp cái len thừa ở phía phần dưới nha các bạn. Nè, len thừa ở phía phần dưới. Còn bây giờ nẹp tới đây là được rồi. Chúng ta sẽ bỏ cái len màu xanh nó ra đi.
tới cái khoảng trống này nè các bạn. Các bạn cũng móc vào đây một mũi móc kép nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên nha các bạn. Đây, sẽ giống như bên đây nè. Chúng ta sẽ móc lên cho mình 100 móc xích nha. 1, 2, 3. Rồi bây giờ các bạn móc tới 100 móc xích đi. Móc tới được 100 móc xích á thì các bạn cũng cắt len nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viền lại hết tất cả luôn nha các bạn, kể cả cái sợi dây này nè. Thì cái sợi dây này đối với bé mà 2 tuổi trở lên á thì nếu mà sử dụng á, thì nó sẽ rất là mau giãn. Vì nó có một cái móc xích thôi à. Cho nên là mình sẽ viền nó lại thành cái mũi móc đơn cho nó chắc chắn hơn nha các bạn. Các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè. Mũi móc đơn á thì các bạn phải móc á từ bên này nè, xen tới bên đây luôn thì nó sẽ cùng chiều và nó sẽ đẹp hơn ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái len màu trắng. Ở trên cái đầu dây này các bạn cũng có thể móc những cái mũi giờ cho mình được nha các bạn. Bây giờ các bạn kéo len qua. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè. Các bạn kéo len và móc cho mình một mũi móc đơn nha. Chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho tới đầu cái cúp ngực thứ nhất á các bạn. Thì chúng ta sẽ móc một đơn một bông dâu, một đơn một bông dâu cho tới hết cái cúp ngực thứ hai. Và sang cái sợi dây bên kia thì chúng ta sẽ móc những cái mũi móc đơn cho tới hết cái đầu dây đó nha các bạn. Đây mình sẽ làm tương tự hết tất cả các chân móc là những mũi móc đơn tới đầu cúp ngực nha. Đây, rồi các bạn sẽ móc cho mình nha. Khi các bạn móc tới cái chân móc đầu tiên nè, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Cái chân móc thứ hai này nè, các bạn sẽ móc một bông dâu cho mình. Rồi tiếp tục chân kế tiếp một móc đơn, chân thứ hai một bông dâu, 1, 2, 3 lại đâm kim vào hai cái nhánh phía trước ngực của mình, kéo lên qua tạo một mũi móc đơn. Tiếp tục là cái chân kế bên móc một mũi móc đơn. Rồi tiếp tục lại một bông dâu nữa. Các bạn làm tương tự như vậy cho tới hết cái đầu dây, hết cái cúp ngực thứ hai á, xong rồi tới cái phần dây thì các bạn cũng sẽ tạo những cái mũi móc đơn cho mình đến cuối dây nha các bạn. Đây, sẽ móc những mũi móc đơn đến cuối dây. Rồi các bạn tới đây nữa là xong nè. Các bạn cái mũi móc xích cuối cùng á thì các bạn móc vào đây một mũi giờ cho mình là được nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc nha các bạn. Móc đến cuối hàng nè các bạn thì chúng ta móc vào cái chân móc cuối cùng á một mũi dời. Sau đó các bạn móc lên một móc xích nè, các bạn sẽ cắt len đi. Rồi ở chỗ này các bạn sẽ thắt nó lại. Hai cái này nè, các bạn sẽ thắt nó lại nha. Rồi nó sẽ trở thành một cộng. Thắt lại lần nữa cũng được nữa. Rồi nó sẽ trở thành hai nhánh như thế này. Cái chỗ này nè các bạn cũng sẽ thắt lại cho mình cái đầu dây bên kia các bạn, thì các bạn cũng thắt nó lại. Vì đây là bạn thấy cái dây mình nó chắc chắn hơn rồi đúng không? Đó, cái dây của chúng ta cái bảng nó to hơn, nó chắc chắn hơn rồi nè. Và bây giờ mình tính viền cái chỗ này nè bằng mấy mũi bông dâu luôn, nhưng mà mình suy nghĩ là mình sẽ sợ nó cái cúp này nó to hơn á, nó sẽ to xa hơn nữa, cho nên là mình sẽ chỉ là làm thêm cái cọng dây nó thôi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ chừa lại một khoảng cho mình như thế này nha. Chừa lại một khoảng cho mình như thế này đi. Để lát nữa mình nẹp cho nó dễ. Các bạn kéo len qua nha, mình tạo dây nha các bạn. Các bạn cũng sẽ móc lên khoảng
100 móc xích nha. Rồi bây giờ các bạn móc tới 100 móc xích đi, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm. Sau khi các bạn móc được 100 móc xích á, thì các bạn cũng sẽ móc lên cho mình một móc xích để chúng ta đâm kim vào cái chân móc thứ 100 á. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Ở đây thì các bạn cái sợi dây nè, các bạn có thể làm 110, 120 gì tùy nha các bạn. Tại vì mỗi bé là cái chiều cao nó khác nhau á, cho nên cái từ cái phần ngực xuống tới lên tới cái phần cổ và cột dây á thì nó sẽ khác nhau. Thì các bạn có thể là làm chiều hao cho mình hơn cũng được nha các bạn. Rồi ở đây các bạn sẽ làm những cái mũi móc đơn cho tới đầu hàng luôn nha các bạn. Mình sẽ viền cái sợi dây này lại bằng những cái mũi móc đơn cho nó trùng với cái dây ở bên dưới luôn nha, trùng sai với cái dây ở bên dưới. Rồi khi mà đến cuối hàng á các bạn, thì các bạn cũng sẽ nẹp cái phần dây này nè, nẹp cái phần dây này nè vô trong cái mũi móc này cho mình luôn nha. Thì chúng ta sẽ không cần phải giấu len ở dưới phía này nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc nha. Các bạn cũng sẽ đưa cái phần sợi này nè, các bạn nẹp vào cái trong mũi móc này cho mình nha. Đây, các bạn sẽ giữ nó cố định. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc nè. Chúng ta nẹp nó vào cái chân móc, một chân móc rồi là nó sẽ giữ vững à. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho mình đến cuối hàng là mình sẽ giữ được cái chân móc này. Đây, của mình là còn một chân móc cuối cùng ở phía này nè các bạn. Chân móc cuối cùng. Giờ mình kéo nó lại cái đi. Mình chuột mũi luôn đi các bạn ơi. Rồi các bạn sẽ kéo lên một móc xích và các bạn cắt cái len này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái sợi len này nè vô trong cái mũi móc này luôn. Đó. Vô trong cái mũi móc này luôn là chúng ta sẽ thoải mái ở chỗ phần này rồi nha. Rồi các bạn sẽ làm cái cọng dây tương tự cho mình ở cái hàng bên cạnh nha các bạn. Ở cái cúp này nè, các bạn cũng sẽ móc lên một cái đoạn dây móc xích rồi các bạn sẽ viền lại bằng những cái mũi móc đơn. Rồi tới cuối hàng thì bạn cũng nẹp lại cái cọng len thừa và các bạn kết hàng bằng cái mũi chuột. Rồi các bạn giấu len cho mình nha. Sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí nha các bạn. Mình đã móc hoàn tất cái đầu dây bên đây và mình cũng đã giấu len xong hết rồi. Mình cũng đã móc một cái hoa năm cắm hình sao biển như thế này nha các bạn. Và các bạn để ý là đây, cái size cánh ở cái quần á, năm cánh ở cái quần nè, nó sẽ to hơn là cái size ở trên cái áo một chút nha các bạn. Thì mình sẽ giảm size cái phần cánh này thôi, còn cái phần trong thì chúng ta sẽ giữ nguyên nha. Còn bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu hoa đó. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít len màu vàng nha. Màu vàng một ít thôi các bạn, tại vì mình sẽ làm cái nhụy nó thôi à, để cho nó nổi á. Màu vàng thì chúng ta sẽ tượng trưng cho nắng vàng mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một móc xích ở cái vòng tròn này, đâm kim vào vòng tròn, móc cho mình 9 mũi móc đơn nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi các bạn rút nó lại nha. Các bạn đâm kim vào chân móc đầu tiên á, móc cho mình một mũi dời. Rồi chúng ta sẽ được một cái nhị hoa như thế này. Rồi. Rồi các bạn kiểm tra lại. Có phải là 9 mũi móc chưa nha? Mũi móc đầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mũi móc cuối cùng luôn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn móc lên một móc xích nè. Cắt len đi.
Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy len màu trắng cho mình nha. Lấy len màu trắng. Các bạn đâm chân, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Các bạn kéo len qua. Kẹp cái sợi màu vàng. Các bạn móc lên cho mình 1 2 3 4. 4 là đối với cái size mini này nha các bạn. Còn các bạn móc cái size lớn hơn á, là cái size quần này nè, các bạn làm 6 nha. Các bạn làm 6 nha các bạn. Cái này là 4 nè. Size áo là 4, size quần là 6. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 2 móc xích. Các bạn đâm kim vào cái chân móc thứ tư á. Móc cho mình một mũi nửa kép. À quên nữa. Các bạn lấy kim đầu số 34 nè. Các bạn móc đầu số 4 nha. Tại vì mình làm cho nó nhỏ gọn á các bạn, mình không có móc cái kim 3mm nha. Nãy giờ mình quên, xin lỗi các bạn nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào lần lượt 4 cái chân móc á. Chúng ta sẽ móc là 4 mũi nửa kép. Bốn mũi nửa kép. Sau khi các bạn móc được 4 mũi nửa kép á, thì các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên, chân móc thứ hai á các bạn nè, bỏ qua cái chân móc này nè, móc vào cái chân móc thứ hai này nè, một mũi dời nha. Đây chúng ta đã ra được một cái cánh đầu tiên như thế này. Tiếp tục lên cái cánh thứ hai, 1 2 3 4, các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Thì ở cái cánh hoa này nè, thì các bạn sẽ móc là 6 mũi nửa kép nha. Các bạn lại đâm kim vào từng chân móc mà các bạn móc những mũi nửa kép. Đây, rồi xong khi mà các bạn xong 4 mũi nửa kép á, thì các bạn sẽ bỏ một cái chân móc này nè, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp nè. Các bạn móc cho mình một mũi dời. Chúng ta đã ra được cái cánh thứ hai rồi nè. 1 2 3 4. Rồi bây giờ chúng ta lại móc 2 móc xích. 4 mũi nửa kép. Nhìn theo cái cơ chế này thì là các bạn đã biết tăng size rồi đúng không các bạn? Nếu mà các bạn muốn làm 6 cánh thì các bạn sẽ móc 11 mũi móc đơn ở cái phần nhị hoa. Và tăng cái lượng móc xích ở cái phần cánh lên là chúng ta đã tăng size được rồi nha. Mẫu này khá đơn giản. Mình sẽ làm ghi một clip nữa để cho những người khác họ sẽ tham khảo cái mẫu này. Mẫu này đơn giản là dễ làm nè đúng không các bạn? Mà nó xinh nữa. Trang trí là hết ý luôn. Rồi bây giờ là tới cái cuối cùng này các bạn cũng sẽ móc lên 4 móc xích. Rồi các bạn móc lên 2 móc xích nữa. Đâm kim vào chân móc thứ tư. Sẽ móc là 4 mũi nửa kép. Mũi nửa kép cuối cùng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này nè các bạn. Đây, cái chân móc mà chúng ta đầu tiên chúng ta gây nên á, chúng ta kéo len qua nha. Tạo một mũi dời. Móc lên cho mình một móc xích nè. Cắt ra cho mình một đoạn len dài nha, để mà mình sẽ kết nó vào trong sản phẩm. Thì các bạn móc hoa mà các bạn thường là sẽ chừa ra một đoạn nha. Nếu mà mình không xài nữa thì mình sẽ cắt nó ra thôi. Chứ nếu mà mình dán keo thì nó sẽ khó. Rồi bây giờ chúng ta đã ra được cái hoa 5 cánh như thế này. Các bạn sẽ giấu cái len thừa này cho mình vào trong cái mũi móc ở phía trong này nè. Màu vàng thì sẽ giấu trong màu vàng ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết vào.
Sau khi các bạn đã giấu len xong thì các bạn lấy cái kim khâu len cho mình nha. Làm cái này nhanh lắm các bạn. Nhưng mà lúc mà khâu á, các bạn cũng sẽ để ý một tí á. Nè, các bạn thấy là mình sẽ chừa cái phần này ra nè, tạo một cái độ ấy. Nếu mà các bạn dời cái cánh này nè vô trong phần này thì nó sẽ tiệp màu rồi, nó sẽ không có xinh bằng khi mà các bạn may vô mà các bạn để nghiêng ha. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ nghiêng cái sản phẩm lên cho mình, nghiêng qua một chút nè. Đó, các bạn sẽ nghiêng qua một chút nha, để nghiêng qua như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ đang là cái len nè, đang nằm phía dưới nè, các bạn đâm kim xuống phía dưới luôn đi. Đó, để cho nó cố định lại cái chỗ này trước. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái nhánh này nè. Các bạn kéo len lên. Sau đó là các bạn lại làm bên đây nè, bên cái màu trắng đó nha, một cái mũi. Rồi bây giờ là chúng ta đã cố định được một phần nữa rồi nè. Rồi các bạn lại đâm kim vào bên cái nhánh hoa này nè. Đây, nhánh hoa này. Rồi các bạn đâm kim vào đây nè. Đó, các bạn may nó vào ha. Rồi bây giờ các bạn lại đâm kim vào cái nhánh này nè, nhánh dưới. Rồi chúng ta sẽ luồn nó qua đây để tạo một cái nền cơ bản. Đó, rồi các bạn lại đâm kim ra cuối cái nhánh hoa đây nè, cuối nhánh hoa này. Rồi các bạn lại đâm kim vào. Đó, bây giờ là chúng ta đã cố định được một nửa rồi nè. Thì các bạn cũng sẽ đưa vào cái nhánh kế bên, các bạn đâm kim vào đây. Đó, rồi tiếp tục các bạn lại đưa cái kim này ra phía ngoài nè. Rồi các bạn lại đâm kim vào đây. Đó, khi mà chúng ta không dùng nữa thì chúng ta chỉ việc cắt len thôi nha các bạn. Rồi bây giờ cái mũi chốt nè, đâm kim vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu len nha các bạn. Nè, giấu len nè. Bây giờ ở phía trong của nó đã bít rồi á, các bạn chỉ việc luồn thôi nè. Đó, đã bít lại cái chỗ này nè, là chỉ việc luồn vô thôi. Rồi các bạn làm thêm một lần nữa, rồi các bạn sẽ cắt cái len này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len nè. Cái len bên này là mình cũng cắt luôn nè. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta đã ra được một cái form áo như thế này. Đây, ra được một form áo rất là dễ cưng rồi đúng không các bạn? Mình sẽ làm nó lại. Đó, hai cái sao biển ở phía trên và một cái sao biển ở phía dưới, như vậy cho nó hài hòa ha các bạn. Nếu mà các bạn thích cái size nhỏ thì các bạn làm hai cái sao biển ở hai bên này nè. Còn nếu mà các bạn thích đơn giản như thế này, đây nè, mình cố tình làm một cái sao ở giữa cho nó giống hẳn lên đây, là mình sẽ để trơn nè các bạn. Mình làm hai sao hai bên nữa thì nó sẽ hài hòa hơn ha. Rồi bây giờ là cái set này của chúng ta là đã hoàn thành rồi đúng không các bạn? Cưng quá trời nè. Đó, các bạn thích cái set này á, các bạn nhớ nhấn thích và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần mình nha. Mình chúc các bạn thành công nha các bạn. Mình sẽ móc thêm một cái đôi dép đi biển nữa cùng tông màu này, thì các bạn có thể tham khảo cái đôi dép đó nha ở cái video kế tiếp nha các bạn. Thì mình chúc các bạn thành công và mình hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip sau nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại ở những cái video clip sau. Bye bye.